Tin bão khẩn cấp cơn bão số 3 Theo dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 9 giờ sáng nay, bão số 3 ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc, 112,7 độ Kinh Đông, cách Móng Cái, Quảng Ninh 400 km về phía đông. Khu vực Hà Nội và trên đất liền khu vực Đông Bắc đã bắt đầu xuất hiện mưa từng đợt. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 3 giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 25 km/h, hoàn lưu bão số 3 sẽ gây mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ. Theo chuyên gia Trần Quang Năng, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đây là cơn bão có quỹ đạo di chuyển về hướng các tỉnh phía nam của Trung Quốc. Trong 12 giờ tới, bão sẽ đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, sau đó di chuyển dọc theo vùng đất liền ven biển Trung Quốc, hướng về các tỉnh đông bắc nước ta cường độ bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới khi tiếp cận vào khu vực Móng Cái, Quảng Ninh. Sau đó, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào vùng núi phía Bắc và suy yếu thành vùng áp thấp trong 24 giờ tới. Với diễn biến của bão số 3 như nhận định trên, toàn bộ khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ, vùng ven biển khu vực Đông Bắc, đề phòng có gió giật mạnh. Hoàn lưu bão gây thời tiết nguy hiểm. Trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, trong đó các huyện đảo như Cô Tô, Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão sát với khu vực đất liền Trung Quốc, có nơi gió cấp 8, cấp 10, sóng biển cao từ 2,5 đến 3,5 mét. Các tàu, thuyền và các hoạt động nuôi trồng thủy sản trong khu vực này cần chú ý việc đảm bảo an toàn. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực Bắc Bộ sẽ có một đợt mưa lớn với lượng mưa được dự báo lên tới 100-200mm, có nơi trên 200mm. Mưa tập trung trong khoảng thời gian hơn một ngày và cường độ mưa tập trung cao điểm nhất là đêm nay 25 tháng 8 cần chú ý đề phòng lũ quét sạt lở đất ngập cục bộ ở khu vực trũng thấp đô thị ở các tỉnh vùng núi phía bắc